mình làm nồi xong còn rắc 300 mới còn bê 150. Mà phay bánh bi nè, bẻ đậu 300 cũng vậy luôn. Rồi làm bốn chuông rồi xo làm hết luôn. Thay cái lọc gió đồ chơi nó giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn, xe nó nhẹ nó bốc hơn được. Chỉ có 350 cũng thay luôn. Làm chuồng bố là xo rồi hết nha. Đây 300 này là thay luôn cái lực nhớt Maxima của Mỹ luôn nha. Lọc nhớt gì bỏ ra rồi, chạy lâu quá nó kẹt bụi này nè, mấy cái mạc nó thay vô luôn. Cái này làm nồi lọc gió với thay lực nhớt với lại thay nhớt Kindle. Nhớt này chạy tới 5.000 cây mới thay một lần cái cấp độ nhớt nó tới SNA cộng, giúp cái xe bôi trơn tốt hơn. Có hạt liquid titanium nè. Còn cái thắc ý này là làm nhẹ với lại làm lát. Lát mà mình xử lý nhiệt mình chui lại cho nó không có rờ, nó cứng rồi. Ê lại đây cầm máy nó có bị rờ nữa nha, cứng rồi. Đây phát đạn luôn, của NTN. Đây, xong. Bây giờ mình để ráp vô test cho anh em xem không. Đây với cái thắt 300 thì làm nồi hay nhớ hay lọc gió cứ thay lượng nhớ luôn. Để nó làm xong rồi xem nha. Tô máy luôn, nó hết rung rồi ngay đầu. Em mới yêu cầu ngoài mình ha. Ok.
tiếp tục công việc sau cơn mưa. Thắt 300 minh ẹt. Ok. Bài 150 đủ hết.